Vâng, em xin chào quý vị. Đấy, hôm nay thì là em mới về được thêm khoảng 20-30 bộ dàn mini. Đấy, đi kèm thêm ở đây là các cái loa lẻ cũng như là cái cục công suất lẻ, cục giải mã lẻ để phục vụ cho các anh ai thích nghe dàn mini thì chúng ta có thể mua bộ cả dàn cả một bộ dàn mini để nghe nhạc. Ai thích loa lẻ chúng ta có thể mua loa lẻ về để nghe nhạc. Ai thích ai đang cần cục lẻ thì sẽ có cục lẻ cho các anh nhé. Đấy thì hôm nay ở đây là em đưa lên đây phục vụ các anh, đầu tiên là các cái đôi loa lẻ trước đã. Đấy. Đôi loa lẻ trước đã, bởi vì các cái cục và các cái dàn ấy thì nó sẽ mất thời gian quay hơn, là bởi vì là còn phải cắm điện vào thử, xong rồi là còn phải thử từng chức năng một cho các anh, nên là ở đây thì để thực hiện một clip như vậy thì nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, nên là ở đây là em đã test được, ở đây là 1, 2, 3, em đã test sẵn ở đây là 1, 2, 3, 4 đôi loa ở đây mà nó đang lên tiếng bình thường, mà em đưa lên luôn cho các anh nhé. Đấy, để phục vụ các anh là ai đang cần loa lẻ về ghép với công suất, về ghép với âm đi để nghe nhạc, hoặc là các anh quán cà phê ấy, các anh cũng hay gọi điện hỏi là lấy mấy cái đôi loa lẻ về để làm loa âm trần để cho khách nghe nhạc. Đấy, thì là em đưa lên đây các anh, ở đây là một trong hai cái đôi loa mà tiếng cũng rất là hay của Onkyo để phục vụ các anh cái vấn đề đó nhé. Đấy, thì ở ngoài cùng đây là có cái đôi Onkyo X7. Đấy, hàng về đây căng này. Đấy, căng cái kèo đẹp luôn này. Đấy, cái đẹp luôn này. Đấy. Đấy. Và loa cũng còn rất là đẹp nha các anh nhé. Các anh nhìn này, có rất là đẹp. Đấy. Còn đây là hàng nó mới về, em cũng chưa có lau chùi gì đâu. Nhưng mà các cái vết bẩn này thì là mình hoàn toàn lau được nha. Đấy, có cái khăn ẩm mình lau đi nó hết. Các anh nhìn thấy không? Vết bẩn bám trên loa. Thì cái này vì khi mà về thì nó phải mất quá trình vệ sinh nữa cơ. Nhưng mà ở đây là em quay lên luôn nên là nó cũng chưa vệ sinh được. Để cho các anh thông cảm nhé. Các anh nhìn này, non của X7 này, hàng về thì các anh thấy không? Mặt mũi còn rất là đẹp, góc cạnh còn ok luôn. Đấy, chép đom này. Đấy, chép đom vào một cái bát của nó là bát màng giấy gân cao su này. Đó, thì với những cái con như thế này thì là cái tiếng giải trung âm của nó rất là tốt. Đấy, và để nghe nhạc vàng rất là ok, và các cái nhạc không lời cũng rất là ok nhá. Đấy, anh nào thích nghe bolero thì con này rất là tuyệt vời này. Đấy, này loa đây bên này cũng thế này, góc cạnh các thứ này đều còn rất là đẹp, đúng không, đều còn rất là đẹp. Đấy. Đấy, về con X7 này thì là cái củ loa của nó thì to và rất là nặng và nhìn rất là chất. Thì đã có những cái clip mà bên em quay cả nội thất bên trong, các anh xem rồi, các anh ai là xem rồi các anh chắc chắn là biết, và các anh cũng rất là thích cái con này ở cái điểm đấy. Đấy, thì những anh nào đang lần trước đang hỏi em có X7 đây nhá, thì là hàng nó mới lại về thêm vào đây, thì các anh lấy hàng để anh liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682 để các anh đặt hàng cho em nhé. Đấy, thì con này ấy, vẫn giá đấy thôi, hàng đẹp, vẫn giá nó vẫn vậy thôi, 1.190.000 một đôi loa này. Thì anh nào mua hãy liên hệ cho bên em nhé, số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682. Đấy, còn với những anh khách nào quán cà phê mà cần mua số lượng, đấy, cần mua số lượng 4-5 đôi gì đấy, hoặc là anh em thợ, đấy, anh em thợ nhá, các anh lần trước hỏi em số lượng ấy thì đấy, nó lại về tiếp rồi đây. Thì các anh lại qua tiếp đi nhá. Đấy, lần trước qua thì có mấy chục bộ anh em san sẻ với nhau rồi, thì đợt này cũng thế thôi, cũng chỉ có được mấy chục bộ thôi. Các anh qua thì sớm thì còn đâu để em còn biết đường em bán lẻ nốt nhá. Đấy, con Onkyo X7 này thì là giá của nó đấy 1.190.000 đồng. Đấy, là lẻ một đôi. Còn nếu như mà các anh mua theo số lượng thì em sẽ có thêm cái bước chút chút nữa cho các anh nhá, nếu các anh mua số lượng. Đấy, ok. Tiếp tục sang đến đôi loa tiếp theo. Ở đây là Onkyo 7GX. Đấy, Onkyo 7GX. Đấy, hàng về đây. Đấy nha. Cái căng loa đây. Đấy, con này căng nó về đúng như này luôn. Một bên thì nó đang hình như bụi bẩn hơi nhiều nên là nó có một cái sự hơi lệch màu cho cái căng còn lại, đúng không? Chúng ta nhìn này. Một con này nó hơi vàng vàng, có thể là do các cái bụi bẩn ố vàng nó bám vào nó gây ra cái màu vàng vàng. Một bên thì trắng hơn. Đấy nhá, thì cái này về anh giặt đi nhá.
em cũng không rõ đâu, nói chung là nó về đây nó như thế này em tả luôn như thế cho nó dễ nhá, bởi vì là ở đây em bán là em cũng chả có phải giấu giếm cái gì cả, có sai em bán vậy chứ em cũng không có bông má tút tát gì đâu. Đấy, hàng bao nhiêu này em nói thật bây giờ mà mang từng con nó bông má tút tát lại có mà chết luôn, bán làm sao mà đủ thời gian được. Nên là các anh nào ấy thì thôi các anh chịu khó giúp em một chút xíu cái đấy nhá. Đấy, đôi na 7GX đây là đôi một đôi na của 7GX, dòng này là dòng 7GX DV nhé, đời cao hơn của 7GX. Đấy, trở kháng 4 ohm công suất 70W, con này trở kháng 6 ohm công suất 70W nhé. Đấy, con cua 7GX DV này, con này thì trở kháng là 4 ohm 70W. Đấy, hàng về thì các anh nhìn góc cạnh còn đẹp, ok đúng không? Đấy, con bên trái này thì các cái chân e căng của nó đang bị gãy này, nó nằm ở trong cái e căng này thì các anh về các anh dán lại bằng cái ring 2 cho em. Đấy, đây còn đây sườn máy đây, ở cái con loa bên trái này nó hơi có một tí cái bị chắc là va chạm nhẹ gì đó thì cái xi đang hơi bị xô ra này, thì các anh về cái kéo nó lên mà anh dán lại cho em nhá, không thì thôi cũng chả cần cũng được, bởi vì cái này để nguyên này cũng chả sao, nó hơi một tí xíu thôi mà. Đặc biệt là anh em nào mà chúng ta để trên quán cà phê để nghe thì treo tít trên cao khách cũng chả nhìn đến thì cũng chả cần cũng chả sao đúng không. Đấy, em đang thí dụ thế. Đấy, đây là 7GX bên này. Đấy, thì đôi 7GX bên này thì là cái chân này căng còn đủ nhá, này 1 2 3 4. Đấy, DB. Quý vị chờ em một tí xíu nhé. Em xin lỗi một tí nhé. Vừa rồi thì em phát hiện ra là cái đôi vừa rồi là nó chưa chuẩn đôi cho lắm. Nói chung thì là đây, đôi đấy nó đây. Thì em quay thì em lại để ý thấy là cái series này em vô tình luôn. Em thấy là cái series này nó chưa trùng nhau. Đấy, nên là có thể chính vì thế mà cái căng của nó lại khác màu. Em cũng nghĩ là do phục bụi bẩn cơ, nhưng mà thôi cái này thì em sẽ tìm sau nhá, em sẽ tìm cái đôi này khi nào nó chuẩn đôi thì em sẽ quay đến sau. Đấy, còn nếu như ở đây nó về nó bị lệch đôi, tức là nó series nó khác nhau thì em sẽ bán thanh lý sau nhá, bán thanh lý sau. Đấy, còn đâu là bây giờ em quay một đôi chuẩn đôi cho các anh đã, chuẩn một đôi cho anh không có trùng, nó trùng series đã. Đây, cái đôi này về đây, đôi này là con Onkyo 7GX nhá, 7GX. Cái con này ở đây băng dính, nó đang dính ở đây thì chắc là chân đi căng nó cũng còn đang hơi có vấn đề rồi. Có thể là nó bị gãy chân đi căng gì đấy thì người ta mới dán băng dính ở đây. Thì em bóc băng dính ra cho anh xem. Đúng. Đây nhá. Con này đi căng nó cũng đang quá trình vận chuyển thì nó bị gãy mất thì nó đang nằm ở trong đây. Có 3 chân ở đây. Còn một cái chân đây thì không biết nó đi đâu mất rồi. Thì nói chung là 3 cái chân này là nắp là gắn thoải mái rồi. Đấy, là nó đã thỏa mãn được là mình gắn cây căng vào đây rồi. Đấy nhá, còn đây hàng về thì các anh nhìn này, hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhá. Đấy, hàng đẹp luôn. Đây 9625 là series của con này. Đấy, con này trở kháng 4 ohm mà công suất 70W nhá. Con này là con Onkyo 7GX, hàng rất là đẹp luôn các anh nhìn này, màu vân gỗ rất đẹp, màu gỗ đậm rất đẹp. Đấy, đấy các anh thấy không ạ? Đấy, và con này thì các anh nhìn này, đây là dòng loa màng sợi kép na da chăn màu trắng. Đấy, màng trắng nhé, cân cao su rất là mềm. Đấy, cái dòng sợi kép na này thì là đặc điểm của nó là cái màng bát nó cứng hơn cái màng bát của bọn còn bằng giấy này. Đấy thì bọn này nó sẽ là chơi được các cái dòng nhạc bolero, và mình có thể đá thêm cả remix vào đây. Đấy, remix vào đây cũng rất là ok. Đấy,
Thì cái này thì là cái màn bát nó cứng hơn, thì là cái tiếng bát nó ra nó sẽ cứng hơn, và mình có thể lâu lâu mình thích thì mình có thể nó đánh cả remix đấy. Mình có thể chơi cả remix được nhá. Đấy, cũng khá là hợp đấy. Khá là hợp đấy. Nhưng mà nói sao thì nói thì Onkyo thì nó cũng sẽ là thiên về trung âm là nhiều, nên là để mà nghe Bolero nó vẫn sẽ hợp hơn. Nhưng mà nó sẽ cho các bác nào thích cái tiếng bass nó sẽ kiểu như thô hơn một chút xíu so với cả các cái dòng màng giấy này. Đấy. Đấy, con Onkyo 7 kích này hàng cũng vậy, còn rất là đẹp nhá. Đấy. Đây, hàng rất là đẹp luôn. Anh thấy không ạ? Hàng rất là đẹp. Đấy. Đấy. Đây, 9625 trùng theory nhá. Đấy. Con Onkyo 7GX này đấy, thì giá của nó ở đây với những con mà hàng nó còn rất là đẹp như này đấy, thì giá của nó sẽ là đi đúng ra là những con này là 1 triệu 3 nhé, 1 triệu 3, 1 triệu 3 50, vì đây là những con đời cao hơn, công nghệ mới hơn đấy, đời sẽ cao hơn mà nó sẽ đắt tiền hơn đấy, là 1 triệu 3 50. Nhưng mà thôi, con này thì chân đây căng đây, các anh có thể thấy là đây, như em đã tả rồi, nó đang bị gãy. Đấy, các anh về các anh tự cắn lại nhé, vẫn còn đây, tự cắn lại. Đấy. Thì giá của đôi này em sẽ để cho các anh là đi là 1.050.000. Anh nào mua hãy liên hệ cho bên em nhé, số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Đấy, ok này. Tiếp ở đây là một đôi loa của Onkyo, lại dòng này nó nhỏ hơn một chút xíu, xỏ hơn chút xíu so với cả cái các con cưa kia đấy, dùng nhỏ xinh xinh hơn đấy, để dùng làm các cái loa trợ lời hoặc là để làm loa âm trần cũng rất là ok đấy. Đấy, âm trần rất ok, hoặc là ghép vào các cục midi nó nhỏ nhỏ hơn một tí xíu đó, rất ok nhá. Cái loa đây các anh nhìn chưa, loa góc cạnh còn rất ok nhá, góc cạnh còn ok này. Ở đây thì hơi có một tí vết chóc xi này. Đấy, hơi một tí mất xi ở đây này. Đấy. Mặt mũi loa đây nhá. Ok chưa? Đấy. Đấy. Loa màng giấy gân cao su. Đấy. Chép đom nhá. Đấy. À, cái chép này quý vị có thể để ý thấy ở đây cái công nghệ làm chép đom này của nó sẽ khác biệt hơn một chút so với các cái dòng chép đom của Onkyo khác. Các anh nhìn ở đây, các anh sẽ so sánh được luôn đây, cái chép đom này nó làm cái thêm một cái hõm ở đây, cái hõm này các anh nhìn này, cái hõm cái bình thường nó sẽ không có cái hõm sâu như này, còn bọn này thì nó làm cái hõm sâu hơn. Đấy. Thì thứ nhất là về cái mặt trang trí thì nó sẽ có một cái gì đó nó phá cách hơn, nó đẹp hơn so với các cái dòng chép tom khác, đúng không? Nhìn nó sẽ có một cái sự khác biệt. Và cái thứ hai là với một cái cung với một cái làm như thế này thì đây là một, cũng không hẳn là để trang trí đâu, mà tác dụng của nó cũng sẽ có đấy, nó giống như là một cái phễu vậy, quý vị nhìn nó giống như một cái phễu để nó giúp cho cái âm chép nó tỏa rộng hơn ra đấy. Thì đây là một cái đặc điểm cũng khá là hay ở cái con này đây, mà em muốn chia sẻ thêm đấy. Nó 02A đây nhá, nó bên phải đây. Đấy. Cũng có rất ok luôn. Đấy. Công suất của con loa này đi 70W trở kháng là đi 5 ohm. Đấy. 5 ohm nhá. Đấy. Dòng 02A này thì lần trước ở bên em cũng có đưa một cái clip về khám phá cái nội thất của nó rồi. Thì những cái dòng này thì nó bé bé là hạt tiêu này thôi, nhưng mà củ bát cũng rất là lớn. Cái chép chủng nhìn rất là ok. Và đặc biệt là bọn này nếu em nhớ không nhầm thì nó có cả phân tần ở trong nữa đấy. Thì với những con nó có phân tần như thế này thì là tiếng của nó cũng bé nhưng mà tiếng rất là hay đấy. Thì với con này thì giá của nó nhá, đấy, với những con hàng đẹp hơn đấy, thì giá của nó là 1.200.000, 1.190.000 đấy. Nhưng với con này thì hình thức nó kém hơn một tí xíu này, cụ thể nó đây có một tí chút xi đấy, thì giá của nó là 950.000. Anh nào mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Còn ở đây, ở ngoài cùng đây là một con nó còn được thít nguyên đai luôn, và nó về trong tình trạng cũng còn rất là đẹp. Đấy.
Thường những con này đã là nguyên đai này nó về thì là sẽ rất là đẹp, bởi vì là canh gãy căng, các anh cẩn thận cho em nhé. Này, rút từng cái chân ra một thôi, ví dụ rút hai chân ở trên xong thì mình đừng có bẻ ra mà mình phải để duyên, mình kéo vào dưới ra nhé. Đấy thì nó sẽ đỡ bị các cái chân dây căng này nó bám vào đây này, các anh nhìn này. Nếu mà anh bẻ ra quá có thể nó gãy cái chân dây căng này. Đấy, thì đấy là một cái thủ thuật này, em xin nói trước để cho các anh nắm bắt, để các anh gọi là không làm hỏng cái chân dây căng. Đấy. Đây đôi này các anh nhìn này, hàng còn rất là ok. Đó. Hàng rất ok luôn, các anh thấy không? Đẹp mịn màng luôn. Và nó còn nguyên đai luôn nhá. Đấy. Em sẽ để đúng nguyên đai như này. Để em quay luôn này các anh. Đôi này on cua V17 là đã ngủ đúng nguyên đai rồi thì chắc chắn nó cùng đôi rồi. Đấy. On cua V17 này thì là công suất 70W trở kháng 6 ohm nhá. Cái trở kháng này rất là dễ ghép âm đi thôi, bởi vì nó nằm trong cái khoảng trở kháng của tất cả các dòng âm đi luôn. Vì âm đi thì thường là trở kháng nó 4 đến 16 ohm hoặc là 6 đến 16 ohm, thì con này nằm đúng cái khoảng 6 ohm thì là nằm đúng những cái khoảng mà rất nhiều âm đi nó đều đang sử dụng, nên là rất dễ ghép nhé, rất dễ ghép. Kể cả là đèn ông hay là on kyo đều ghép được. Đấy. Hoặc là kể cả giải mã của đèn ông cũng vẫn ghép được với bọn này. Thế còn đối với một số dòng loa 4 ohm thì lại không ghép được với cả cái con đèn ông đâu nhá, bởi vì là đôi vì bởi vì là cái trở kháng của một số cái dòng loa của on kyo ấy nó xuống tận 4 ohm. Thì với một cái dải trở kháng của âm ly là 6 đến 16 ohm ấy thì thực ra vẫn có thể ghép được loa nhé. Em nói luôn là vẫn ghép được loa. Nhưng các anh phải hiểu cho em một điều như này. Cái trở kháng của loa ấy thì nó liên quan đến công suất. Nếu như dải trở kháng của nó thấp hơn cái dải trở kháng xuất ra của cái âm ly thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là âm ly nó hoạt động ngốn công suất hơn. Đấy, nó ngốn công suất hơn. Và nếu như mình ví dụ như âm đi của mình công suất của mình vẫn lớn hơn cái loa này thì mình vẫn chịu được nhé, vẫn chịu được, nhưng nó sẽ ngốn công suất hơn và nó chạy đóng máy hơn, nó không hẳn là sẽ tốt. Đấy thì nên thì với những cái dòng 4 ohm như vậy thì mình phải cân nhắc một chút xíu về vấn đề phối ghép. Còn nếu với những cái dòng 6 ohm này thì không phải lăn tăn này, bởi vì nó nằm trong khoảng trở kháng của mấy con đèn đông đấy thì dùng được thoải mái. Thế chia sẻ thêm một chút kiến thức âm thanh như vậy. Đấy thì còn về sâu xa thì các anh nên tìm hiểu trên mạng cho em nhé về công suất tiêu thụ ấy. Công suất tiêu thụ P nó sẽ bằng là U chia R, tức là bằng cái điện thế của âm ly đưa ra chia cho cái trở kháng của loa. Trở kháng càng thấp thì cái P tiêu thụ càng cao. Đấy. Đương nhiên là nếu giải trở kháng không nằm ở trong cái đấy thì nó sẽ thụ càng ngốn hơn nữa. Đấy, nên là các anh lưu ý nhé. Ok này. Onco V7 hàng đúng như này luôn. Và thường bọn nó thích như này thì kể cả mặt sườn này cũng sẽ rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà ở đây thì thôi em cũng không tháo ra nhá, em sẽ không tháo cái đai ra. Bác nào thích thì hôm nào em sẽ làm một clip khui cái này xong. Đấy. Thì con V7 này hàng đẹp này thì giá nó biết rồi, quý vị biết rồi, 1.250.000. Quý vị nào mua hãy liên hệ cho bên em nhá, 1.250.000 đồng. Đó thì ở đây là em đang đưa lên cho anh ở đây là 1 2 3 4 đôi loa. Để chúng ta về là ghép với âm đi ngay nhà. Để chúng ta ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Và kích thước của các cái đôi loa này X7, 7GX và V7 này thì nó sẽ có một kích thước chung như sau. Về mặt thiết kế thùng thì nó gần như giống nhau, nhưng nó khác ở cái công nghệ chế tạo màng bát, phần cao su rồi là ấy thôi. Đây ví dụ như con V7 này thì là màng bát của nó là màng cũng là màng giấy nhưng mà nó là màu đen này. Còn con này thì màng giấy nhưng mà màng giấy màu nâu này. Đấy. Màu con này ví dụ màu nó hơi vàng hơn, con kia màu hơi đậm hơn một tí này. Đấy, thì mỗi con nó sẽ có một cái riêng. Đấy, và các anh nhìn cảm thấy con nào hợp lý ưng ý với mình thì mình lấy thôi, đúng không? Đấy, con V7 này thì là giá của nó 1.250.000 nhá. Đây còn chiều ngang này, con này là em áng áo bằng găng tay ở đây để cho các anh xem. Còn đâu kích thước của nó thì là đi là chiều ngang khoảng 16 cm, chiều sâu khoảng 22 cm và chiều cao khoảng đôi khoảng 27 cm. Đường kính nó bắt em đo rất nhiều rồi, thế là 13 cm nếu đo hết bên ngoài, và nếu đo bên trong là 11 cm. Còn ở đây em áng găng tay để cho các anh nhìn, các anh tưởng tượng ra cho nó dễ thôi. Còn thực tế ra là ở đây em đã có rất nhiều clip em đo các cái kích thước rồi, nên là em đã khá là nhớ kích thước của nó rồi. Đấy, thì em có thể báo được luôn kích thước như vậy. Đường viền loa bát là 13, đường viền bên trong là 11.5.
cả ba con x7, 7X và VE7 đều có kích thước như vậy về đường bát. Đấy, và kích thước đường ngang cũng sẽ là như thế, khoảng 16, sâu khoảng 21.5, 22 đấy, và chiều cao là khoảng 27 các anh nhá. Đấy, còn với con này, thì đường kính loa bát ở bên ngoài nó sẽ là khoảng 12 đấy, sâu là đi 20 đấy, và cao 20 nhá, cao 20 đấy, chiều ngang nó khoảng 14 cm. Nó nó về căng đầy đủ và đẹp đấy. Thì đây, đấy là ba bốn đôi loa em đưa lên trong cái lô hôm nay. Thì em xin cảm ơn các anh đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các anh ở trong những cái video theo của bên em. Thì anh nào mua cái sản phẩm nào thì hãy nhấc máy lên alo cho bên em để lấy hàng nhé. Đấy, em xin đọc lại giá này. Con này là 1.190.000 đồng x7. Con này là 7X, giá đấy 1.050.000. Con này 950 và con này là đi 1.250.000. Các anh nhớ giá cho em luôn nhé. Đấy, và chụp ảnh lại cho em. Đấy. Vâng, ok, em xin cảm ơn các anh. Vâng, xin chào các anh ạ.